Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng về được cho anh em một cặp súp Muteki bát 25. Theo thông số nhà sản xuất nó là bát 27 nhé. Con này nó là súp hơi anh em nhé. Màng carbon gân béo. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Những cái mã như thế này thì em có lên trên video trên YouTube mấy lần rồi đấy anh em nhé. Về chất âm thì thực tế nếu mà chất âm của nó ấy thì anh em nên nghe thực tế, chứ còn mình nghe ghi qua điện thoại không thể nào mà ghi được cái chất âm siêu trầm của nó đâu. Nó đánh uỳnh dầm trầm, nó lan tỏa anh em nhé. Đấy, em chỉ quay được cho anh em cái độ đẹp và độ zin của nó thôi. Đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối luôn. Hiếm khi săn được những một cặp súp mà nó đẹp xuất sắc như thế này. Đấy, mặt của nó mặt trắng gương anh em nhé. Đây, mặt của nó mặt trắng gương. Màng carbon, gân cao su béo. Đấy. Hai quả luôn. Đấy, nó đã đi theo cặp anh em nhé. Đấy. Em bán lẻ từng chiếc một và bán cả cặp luôn nếu mà anh em cần cả cặp nhé. Đấy. Các bạn, đợt này em đang bận chút nên là em không lên được video nhiều. Bận mấy hôm đang chuẩn bị, mai là em sẽ lên video nhiều cho anh em nhé. Đấy, bọn này nó rất là đẹp luôn, thùng quách trước sau đẹp. Đây, em quay cho anh em thùng sau. Đợi em một tí. Đây, phía sau thùng của nó đây. Đấy, đẹp xuất sắc luôn nhá. Không có sứt mẻ gì hết. Đây, cái chỗ này là sứt một tí tẹo, chẳng có đáng kể gì luôn. Đấy. Đây, thông số đây. Những cái bọn Muteki đời cao này nó sản xuất hết ở Malaysia anh em nhé. Con súp này tách từ những cái bộ dàn 7.2 cao cấp của Muteki Sony ra đây anh em nhé. Đấy. Chuẩn bát của nó là 25. Công suất của nó đạt 300W một quả anh em nhé. 300W một quả súp này. Đánh rất bạo lực luôn. Đấy, 300W một quả. Đánh cực phê luôn. Anh em ghép vào đẩy, hoặc là nhà anh em có âm ly 5.1 nào mà thừa kênh đánh súp hơi anh em ghép vào nhé. Hoặc anh em mua một cái bộ đánh súp hơi anh em về đánh nó. Nếu mà anh em nhà anh em có dư một chiếc âm ly hoặc là dư một con đẩy mà thừa kênh, anh em dùng để đánh cho trầm luôn nhé. Đấy, cái giá để sở hữu nó em báo luôn, hàng đẹp xuất sắc như thế này thì em để cho anh em 2.200.000 một quả nhá. Đấy, con xấu thì vào tầm 2 triệu rồi, nhưng đẹp xuất sắc này 2.200.000 một quả nhá. Những cái bộ này giá càng ngày càng tăng luôn, cực kỳ hiếm, càng ngày càng hiếm. Ngày xưa thì nó nhiều thôi, bây giờ nó càng ngày càng hiếm, nó ngừng sản xuất mười mấy năm rồi, nó vào đầu trên chục năm đổ xuôi. Lần cuối là sản xuất 2012. Cần béo này mà carbon rất là khoái luôn, anh em nhìn rất là sướng mắt nhé. Nếu mà bày hai quả này ở trên nhà rất là sang, anh em hát karaoke tự chỉnh theo ý mình rất là thích. Đấy, nếu mà anh em dùng đẩy mới dùng vang. Đấy nhá. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bằng shop cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.